Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Nếu các bạn có cần mua vật dụng trên Amazon, xin hãy bấm vào link dưới đây, dưới phần description hay comment để ủng hộ cho kênh của KT nhé. Mình cũng có một cái website chia sẻ công thức nếu các bạn nào muốn xem hoặc in ra vào trang ktfoodie.com. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món bánh tôm chiên. Bánh tôm chiên giòn đó các bạn. Chiên với lại khoai lang nè. Thì cái món này rất là dễ làm, đơn giản. Hôm nay là mình chia sẻ cái bí quyết làm sao để bánh nó giòn và giòn lâu nha các bạn. Ở đây mình sẽ cần có khoai lang. Khoai lang mình cần có khoảng 800-900g khoai lang. Mình cần có bột gạo, bột bắp và bột mì. Bột mì này là gọi là all purpose flour nè các bạn. Bột mì đa năng á. Mình cần có nước, có ga. Nếu mà các bạn không có nước 7 up, tốt nhất thì mình dùng cái loại nước có ga mà không có đường cũng được. Và mình cần có bột nổi. Đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bếp. Mình sẽ pha bột nha. Mình cho vào đây 1 cup bột mì đa năng. Thì 1 cup mình cân cho các bạn xem nó là bao nhiêu nha. 138g. Đó, 138g nè. Và đây là 3/4 bột gạo, 3/4 cup bột gạo. Và nửa cup bột bắp. Đó. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Còn đây là bột nổi nè các bạn. Bột nổi mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nổi. Bây giờ mình bỏ một lon nước 7 Up vào đây. Nước lon 7 Up là 221ml nè các bạn. Cho các bạn xem. Đó. Mình cho một lon vào đây. Và mình cho vào đây thêm 75ml nước. Nếu mà bạn có 295ml của nước 7 Up á, thì cho vào đây hết, không cần nước. Nhưng mà mình cái lon của mình là loại lon nhỏ, cho nên là mình không có, mình bỏ vô thêm nước. Đó. Trong nước ngọt này nó có một ít đường á các bạn, cho nên là cái bánh của mình nó sẽ vàng và nó sẽ đẹp hơn, nó hơi ngọt ngọt nữa. Đó. Cái này nhà mình ít người cho nên là mình làm cái số ít. Nếu mà nhà bạn đông á thì bạn tăng gấp đôi, gấp ba gì, hay là có tiệc á thì tăng cái số lượng này lên ha. Trong nước ngọt này nó có một ít đường á các bạn, cho nên là cái bánh của mình nó sẽ vàng và nó sẽ đẹp hơn, nó hơi ngọt ngọt nữa. Đó. Nếu mà bạn làm mà tùy theo cái bột cũ hay mới. Nếu mà bột mới á, thì nó sẽ không sao, nhưng mà nếu mà bột cũ á, thì nó sẽ bị đặc hơn chút xíu. Thì nếu mà đặc á, thì bạn cho thêm nước vào nha. Nhưng mà bây giờ là mình thấy là như cái độ loãng như. Mình cho một cái trứng vào đây nha. Đó. Vậy nên là đó, cái độ nó sệt sệt như vậy nè, không quá lỏng mà cũng không có quá đặc. Bạn không muốn pha cái này quá đặc, cái bột mình nó dày, nó không có giòn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lọc cái này lại nha. Mình lọc như vậy bột mình nó mịn á, nó không có bị nổi óc trâu. Nó còn lợn cợn giống như này các bạn. Và bây giờ mình sẽ đậy nó lại và bỏ vào trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng sau, đợi bột nở thì mình mới đi làm nha. Chuẩn bị cái thau nước. Trong thau nước này mình cho 1 muỗng canh muối. Mình cho vào đây 1 muỗng canh chanh. Nước chanh đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bào khoai lang, mình bỏ vào đây để cho cái mũ của khoai lang nó ra. Nó sạch. Ngon quá chừng luôn. Khoai lang này ở phía trong là màu cam nha các bạn. Đó, và mình ngâm ở đây. Sau khi mình ngâm 15 phút với muối, sau đó mình đem ra mình rửa cho sạch.
rồi mình cắt lát mỏng vậy nè, đừng có mỏng quá nó cũng hơi có độ dày nè, mình cắt mỏng quá thì nó sẽ dễ bị cháy, thì mình cắt ra như vậy đó, đó như vậy nè các bạn. Đó, mình tiếp tục mình cắt, cắt cho tới hết, nhưng mà mình cắt xong á mình bỏ vô trong cái thau nước, mình phải rửa đi rửa lại cho tới khi cái nước nó trong rồi mình mới để ráo nha. Mình rửa khoai lang cho tới khi cái nước nó trong veo như vậy nha các bạn. Đó. Và mình để cái khoai cho nó ráo, còn nếu mà bạn làm gấp á, bạn có thể lấy khăn giấy á, bạn chậm nó để cho nó mau ráo nha. Bây giờ mình chia sẻ cái cách làm đồ chua nha. Đồ chua đu đủ nè, đu đủ mình ăn, mình có hái vô từ ngoài vườn vô nấu sườn á, mình còn dư lại chút đỉnh nè, mình cắt mỏng mỏng, bào mỏng mỏng ra rồi mình làm đồ chua rất là ngon. Mình cho một muỗng dung đường, cái này là muỗng canh ăn phở ăn hủ tiếu á các bạn. Và mình cho vào đây một muỗng rưỡi giấm, cái muỗng canh nè, một đó, một muỗng rưỡi, một muỗng rưỡi canh giấm, nước một, hai, hai muỗng canh nước, rồi mình trộn nó lên. Ngâm đồ chua cũng giống vậy á, đồ chua là nước, đường với lại giấm bằng nhau, để cách đêm là mình ăn được rồi á. Tôm á, mình mua là loại tôm có đầu thì nó sẽ ngon hơn là tôm không có đầu, mà tùy theo sở thích của mỗi người, bạn thích ăn tôm có đầu hay không. Mua về thì mình cắt cái bụng nè, và cắt râu nó, và cắt luôn cái đầu. Đó, cái đầu ở trong đây nó có phần của con tôm á, nhớ cắt ra lấy ra luôn nha các bạn. Có cái đuôi nữa nè. Các bạn nhớ lấy đường chỉ đen của con tôm ra nè. Đó. Dơ lắm luôn á, còn sót lại như này. Mình cho một muỗng canh muối vào đây và mình rửa cho sạch, mình xóc mình rửa cho sạch. Bây giờ mình ướp tôm nha, mình cho vào đây một muỗng phần 1/4 muỗng cà phê tiêu trắng, tiêu trắng này nè các bạn. Đó, và mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nấm, bột súp gà gì cũng được. Và cái này là trong hôm nay mình dùng là 500g tôm, tôm có đầu nha các bạn. Bạn không thích tôm có đầu thì bạn dùng cái loại tôm không đầu. Ở nhà có con nhỏ ăn á, thì bạn lọc vỏ tôm ra ha. Mà dùng mua tôm loại nào mà loại nhỏ đó cho nó ngon nha các bạn. Loại này mình mua hôm nay á, nó không có nhỏ, được nhỏ lắm, mình đi tìm cái loại nhỏ không có các bạn. Loại này là 40 tới 50 con cho một pound, tức là 450g á, một pound là 450g nha. Đây là bột nè các bạn. Sau khi mà một tiếng mà bột nó đặc đặc lên như vậy nè. Bây giờ mình cho khoai lang vào đây. Trộn khoai lang lên. Đây là cái vá nó dẹp dẹp, nó có lỗ mà nó dẹp dẹp nè các bạn. Nó không có sâu lòng lắm để mình dễ làm ha. Giờ mình cho khoai lên đây. Mình làm một cái lớp mỏng mỏng vậy thôi nè. Đó. Mình xách nó xéo xéo vậy cho nó đẹp. Và mình cho một con tôm lên đây. Bạn thích ăn tôm nhiều thì bạn chọn hai con. Mình phải nhúng tôm á, mình phải nhúng vô cái bột như vậy nè. Đó. Con tôm này hơi to nè. Và mình thả nó vô. Lửa này nè, mình từ số 1 tới số 9 á, mình để khoảng số 4, số 5 thôi. Bạn đừng có để cao quá, bởi vì cao quá nó sẽ bị cháy cái khoai lang trước khi nó giòn á các bạn. Mình phải chiên từ từ nha. Rồi mình tiếp tục mình làm cái kế tiếp nha. Cái này nè, khi mà nó chưa có thành hình á, tức là chưa có chín á, bạn đừng có chở nó, bạn chở nó rời ra hết,
Cho nên là nhớ là đừng có đụng tới nó nha, cho tới khi nó thành hình rồi đó. Nè. Và cái này mình không có được để lửa quá cao, không thôi nó cháy á các bạn nha. Bây giờ mình đang dùng lửa số 4 á, mà tùy lò nữa, có thể là lò của bạn mạnh hơn hay là nhẹ hơn mình nha. Này là lò ga đó các bạn. Mình chiên được một lát nó hơi vàng nè các bạn, nhìn nè. Mình lấy nó ra. Bởi vì mình muốn chiên là mình gọi là double fry, tức là chiên hai lần á. Thì nó sẽ giòn. Mà mình cứ tiếp tục mình bỏ vô mình chiên cho tới khi hết thì thôi. Wow, giòn rụm luôn đó. Bây giờ cái dầu có thể dơ cho nên mình sẽ cho vào đây một muỗng canh bột. Mình đợi nó sôi chút rồi mình quậy. Mình chùi cái chảo để cho nó sạch chút. Không thôi mình chiên nó sẽ bị đen đen nên cái bánh của mình nó không có đẹp á. Các bạn thấy không nè, đen thùi nè. Mình lấy mình chà cái chảo. Wow, dơ ghê nè. Làm nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Đó, lấy ra. Lấy cái vợt này nhớ mình có cái mấy cái lợn cợn là mình lấy nó ra luôn để cho cái dầu của mình nó trong. Và bây giờ mình bỏ vô cái bánh nãy giờ mình lấy ra đó, mình chiên đợt 2. Mình chiên như vậy thì cái bánh của mình nó sẽ giòn, nó giòn lâu lắm các bạn. Thì một cái bánh mình chiên khoảng 12 phút, 10 tới 12 phút. Thì cái bánh lúc đầu á mình chiên khoảng 9-10 phút thôi mình lấy ra. Và cái đợt sau mình bỏ vô mình chiên nó cũng nhanh lắm, khoảng 2-3 phút là nó vàng, nó giòn lên nữa rồi. Bây giờ cái bánh nó vàng rồi nè các bạn. Mình vớt nó ra. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Đó, bánh tôm chiên giòn. Wow, nhìn có hấp dẫn chưa nè. Mình cho các bạn xem gần nè. Nước mắm có đu đủ chua nè, ngon lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Cái đu đủ này chua chua ngọt ngọt ngon các bạn. Mình ăn thử cái miếng khoai trước nè, giòn rụm luôn à. Wow, ngon quá các bạn ơi, cái khoai giòn rụm à. Cũng như xà lách nè, rau tía tô nè các bạn, ngon lắm. Cho một miếng bánh vào đây, đồ chua. Cái đu đủ bào á mà mình làm như là giống như đồ chua ăn là ghiền luôn á các bạn ơi. Cái nước mắm này mình đã chia sẻ rồi cho nên mình không có chia sẻ hôm nay. Cái nước mắm chua ngọt mà mình hay chia sẻ các bạn ăn đủ thứ món đó. Chấm mắm cay dễ sợ luôn á. Mời các bạn nha. Cay quá. Đu đủ giòn giòn. Cái đu đủ á chua chua ngọt ngọt, ngon hết sợ. Khoai lang á nó ngọt lắm các bạn. Cái loại này ngọt ngay nè, mà giòn giòn nữa. Bột thì mình làm rất là ít.
cái lớp bột ngoài á mỏng, ăn không có bị ngấy, ngon quá. Ngon quá, ăn không cũng ngon mà ăn với lại rau sống cũng ngon. Giòn sợ không, chấm với mắm. Nó mới ăn chip vậy hả? Ngọt ngay nè, có khoai á. Ngon rồi. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.